Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Giao Ban Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy quý 3 năm 2020. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Yên Mỹ chú trọng các yếu tố môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai khám sàng lọc COVID-19. Câu lạc bộ liên thế hệ tự nguyện giúp nhau ngôi nhà gắn kết người cao tuổi ở Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 3 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua nghe báo cáo của các địa phương và một số ngành thành viên, Thường trực tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của các địa phương, các ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt và đạt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh khó khăn rất lớn. Dịch COVID-19 tác động trực tiếp đến mọi mặt của nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, có những nước là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nằm trong nhóm 4 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Đây là kết quả đáng phấn khởi. Thời gian tới, dự báo còn tiếp tục khó khăn hơn, đòi hỏi các địa phương, các ngành phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu chính trong năm cũng như của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở diễn ra thành công, đảm bảo chặt chẽ theo các quy định và hướng dẫn của Trung ương, tạo sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các ngành chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nắm chắc, giám sát cách ly chặt chẽ số người từng đến những địa bàn đang có dịch. Về các nhiệm vụ khác, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các ngành đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, kiên quyết chuyển nguồn đối với những dự án chậm triển khai và xử lý trách nhiệm cả chủ đầu tư, đơn vị thi công theo đúng nghị quyết của Chính phủ. Triển khai tiếp các phần việc tiếp theo của 3 phân khu trong khu công nghiệp Lý Thường Kiệt đã được phê duyệt, tăng cường xúc tiến tiêu thụ nông sản, đặc biệt là tiêu thụ nhãn, xử lý nghiêm các bến bãi trái phép xe quá tải gây hỏng công trình giao thông, chống thất thu, chống nợ đọng thuế. Kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân phụ trách địa bàn để xảy ra tình trạng nợ đọng thất thu thuế. Thay mặt Thường trực tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các ngành phải quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Các địa phương đã tiến hành đại hội, bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện còn lại trong tỉnh, ở những nơi đã chuẩn bị xong các bước theo quy định. Về các nhiệm vụ khác, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các nghị quyết, kế hoạch đã được ban hành, trong đó có kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, vận động đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng trên 800.000 mét vuông đất thổ cư, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động được trên 47 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, phối hợp với ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng, tổ chức chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh năm 2019-2020, hỗ trợ xây mới gần 1.600 căn nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, đặc biệt chúc mừng các cá nhân tiêu biểu được biểu dương tôn vinh trong đợt này, đồng chí nhấn mạnh. Tại hội nghị hôm nay, tôi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, về vai trò nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, nêu cao vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và toàn xã hội. Hai là thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành, chức năng, các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bốn là Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm trọng dân, gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở. Thứ năm là thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chú trọng tuyên truyền, vận động thành lập các tổ liên gia theo xóm, đội, cụm dân cư để phát huy tính tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư. Nhân đây tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo đối với công tác mặt trận và tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả. Nhân dịp này, 130 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương và cơ sở giai đoạn 2015-2020 được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen. Hôm nay, Ban chỉ đạo 3 năm tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đại biểu được nghe báo cáo viên Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy quán triệt triển khai các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó, nhằm giúp nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời quan điểm luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng nhà nước ta ở cả trong nước và nước ngoài. Thủ đoạn của các đối tượng chống phá ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều hình thức khác nhau, từ tung tin thất thiệt cho đến sử dụng mạng xã hội. Sau đó, các thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cần chủ động kịp thời đấu tranh phản bác trên các nền tảng bằng nhiều hình thức khác nhau để bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng. Ngày 28 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 120 giấy chứng nhận cho các tổ chức được giao đất cho thuê đất, khai thác nước, góp ý kiến về môi trường cho 135 dự án đầu tư, thẩm định 45 báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Qua thanh tra kiểm tra, phát hiện 35 đơn vị vi phạm, xử phạt trên 5,7 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên môi trường, làm tốt hơn nữa việc cải cách hành chính nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai của người dân doanh nghiệp. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, xây dựng phương án xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường sông Bắc Hương Hải, nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, xây dựng phương án quản lý hoạt động khai thác nước ngầm, phục vụ sản xuất kinh doanh. Để cán đích huyện nông thôn mới trong quý 3 năm nay, thời gian qua, huyện Yên Mỹ tập trung chỉ đạo các địa phương để nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí còn lại, đặc biệt là tiêu chí về môi trường. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, huyện Yên Mỹ cũng đang đứng trước gánh nặng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Mỹ được thu gom và xử lý tại Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Urenco 11, xã Đại Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn rác thải tồn đọng trong khu dân cư. Huyện Yên Mỹ đang thực hiện một số giải pháp tạm thời như thu gom rác về các bãi chôn lấp, nhân rộng các mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình. Thì vừa rồi chúng tôi đã liên hệ với một đơn vị tư vấn về môi trường xử lý bằng cái chế phẩm sinh học. Sau khi xử lý thì sẽ sàng toàn bộ các cái chất vô cơ để đi xử lý bằng lò đốt, còn chất hữu cơ thì có thể lại quay lại phục vụ cây trồng. Và cái khối lượng vận chuyển sẽ giảm đi khoảng 70-80%. Vấn đề giữ gìn vệ sinh tại các làng nghề cũng được chú trọng. Hiện nay cả 3 làng nghề trên địa bàn huyện Yên Mỹ đều có những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đầu tư máy hút bụi tại làng nghề Mộc thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, xây dựng hệ thống bioga, đường cống thoát nước hợp vệ sinh tại làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, làng nghề chế biến miến song Lại Trạch, xã Yên Phú. Toàn huyện có 16 trên 17 xã đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư. Hiện nay là chúng tôi đã có quy hoạch và bố trí cái khu vực để chăn nuôi xa khu dân cư. Chúng tôi vận động các cái gia đình mà đang chăn nuôi ở trong khu dân cư tạo mọi cái điều kiện như là xây dựng cái hệ thống đường giao thông giúp cho các hộ này có các cái thủ tục về mặt pháp lý. Từ đó nhân dân sẽ có cái sự đồng thuận về cái việc di chuyển trang trại của gia đình nhà mình đến các cái khu vực này. Môi trường là một tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, khu dân cư, xanh, sạch, góp phần xây dựng những miền quê đáng sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019, sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, số lượt cơ sở thực phẩm được kiểm tra giám sát là hơn 13.000 cơ sở, trong đó có 9.480 cơ sở đạt, chiếm 68%. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 289 cơ sở với số tiền trên 700 triệu đồng. 61 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm, 27 người mắc, không có trường hợp tử vong. Cấp 350 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, xây dựng hơn 100 mô hình chuỗi rau quả động vật thủy sản an toàn và điểm an toàn thực phẩm. Phát biểu chỉ đạo,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới các ngành địa phương cần nghiêm túc thực hiện phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, hoàn thành hệ thống dữ liệu về những cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành hậu kiểm các cơ sở thực phẩm không đạt để có phương án xử lý theo quy định của pháp luật, xây dựng nhân rộng các mô hình điểm các chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác truyền thông nhằm cổ vũ nhân rộng những cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời lên án tố cáo hành vi vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên triển khai khám sàng lọc COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện phổi, bệnh viện sản nhi Hưng Yên bố trí phòng khám sàng lọc COVID-19 và cử bác sĩ, nhân viên y tế trực khám. Tất cả người bệnh, người nhà bệnh nhân, đối tác đến khám làm việc tại bệnh viện sẽ được nhân viên y tế đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế và đo thân nhiệt. Các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ốm sốt hoặc đi từ vùng có nguy cơ dịch bệnh cao sẽ được đưa vào phòng khám riêng để khám sàng lọc và có phương án cách ly khi nghi ngờ mắc COVID-19. Cùng với đó, các bệnh viện cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông hướng dẫn người bệnh đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Bệnh viện cũng yêu cầu một bệnh nhân chỉ có một người nhà đi kèm. Theo Sở Y tế Hưng Yên, đến 17 giờ ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã rà soát được 1.978 trường hợp từ Đà Nẵng trở về. Đã cách ly 1.841 trường hợp, trong đó có 14 người đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện tuyến tỉnh. 1.827 trường hợp đang tự cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tuyên truyền phát triển hội viên mới, đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Kết quả đạt được, gia đình học tập 64%, dòng họ học tập gần 70%. Hội khuyến học các cấp còn chủ động tham gia ủng hộ, tặng nhiều phần quà cho học sinh nhà trường, như Hội khuyến học tỉnh trao 32 suất học bổng cho học sinh tại Trung tâm Hy vọng Tin cầu. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng các mô hình học tập và tổng kết 5 năm triển khai các đề án này. Phát triển hội viên, vận động các nguồn ủng hộ, duy trì quỹ khuyến học, tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi trong tỉnh. Vừa qua, Ban vận động quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hưng Yên tổ chức trao tặng bò sinh sản và hỗ trợ xây nhà cho 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đoàn đã đến thăm và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Trung Cấp, xã Phương Triều xây nhà mới, hỗ trợ 7 triệu đồng cho ông Đặng Tự Phụng và ông Nguyễn Trọng Kim ở xã Hoàng Hanh 10 triệu đồng để làm sân và nuôi bê sinh sản. Đây là những nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ bảo trợ da cam thành phố. Được biết, dịp 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Ban vận động nạn nhân chất độc da cam thành phố hỗ trợ tiền chữa bệnh và phát triển kinh tế gia đình và tặng quà cho 14 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên với tổng trị giá 91 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2018, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã được coi như là mái nhà chung của người cao tuổi, giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích và gắn kết với hoạt động của cộng đồng. Cụ Nguyễn Đức Viên ở thôn Lương Hội đã 95 tuổi, sức khỏe ốm yếu, không tự chăm sóc được bản thân. Một năm nay, đều đặn một tuần hai lần, đội tình nguyện viên chăm sóc tại nhà của câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau lại đến chăm sóc cụ tại nhà. Hiện nay, câu lạc bộ có 14 thành viên đang chăm sóc cho 6 cụ cao tuổi ốm đau, không nơi nương tựa, neo đơn. Điều đáng quý là các thành viên đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Mảng tình nguyện chăm sóc tại nhà của câu lạc bộ liên hệ này là tự nguyện đến chăm sóc để cho động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Hoạt động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế của câu lạc bộ cũng phát triển mạnh. Bên cạnh số vốn ban đầu khi thành lập câu lạc bộ là 75 triệu đồng, qua 2 năm hoạt động với sự tham gia đóng góp của các thành viên, số vốn đã tăng lên gần 150 triệu đồng cho 22 thành viên vay không lãi để phát triển kinh tế.
Chúng tôi đã quyết tâm nhưng mà số vốn thì nó cũng không được cao lắm. Được câu lạc bộ liên thế hệ cho vay thêm, gia đình mua thêm bò để phát triển kinh tế và đã được đẻ con rồi. Đấy, thế là phấn khởi. Và những năm tới là chúng tôi sẽ cố gắng, tức là vận động các cái nguồn lực từ bên ngoài, cộng đồng, tức là các nhà hảo tâm để người ta ủng hộ thêm cái quỹ. Chúng tôi sẽ giúp cho những các thành viên có nhu cầu trong câu lạc bộ vay để phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh. Hiện câu lạc bộ có 70 thành viên, chia làm 5 tổ hoạt động ở nhiều nội dung khác nhau. Cùng với việc giúp đỡ nhau, câu lạc bộ còn thành lập đội văn nghệ, tổ dưỡng sinh, tạo điều kiện để các thành viên rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt, giao lưu với các địa phương trong và ngoài huyện. 2 năm nay, câu lạc bộ đã trở thành mái nhà chung của người cao tuổi thị trấn Lương Bằng, sống vui, sống khỏe, sống có ích.